Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất, Việt Nam hiện có trên 62,6 triệu dân sống ở vùng nông thôn, chiếm xấp xỉ 65% dân số trong cả nước. Mỗi năm, khu vực nông thôn phát sinh trên 13 triệu tấn rác thải sinh hoạt, khoảng 1.300 triệu mét khối nước thải sinh hoạt, 47 triệu tấn chất thải chăn nuôi và hơn 14.000 tấn bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón các loại. Tuy nhiên, theo thống kê thì chỉ có khoảng 50% khối lượng rác thải đó được thu gom và xử lý. Phần còn lại thì chủ yếu là chất thải rắn khó xử lý, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho môi trường và sức khỏe của người dân. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rác thải khu vực nông thôn cả nước lên tới 32.000 tấn mỗi ngày, tỷ lệ thu gom còn thấp, trung bình đạt khoảng từ 40-50% so với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Hiện có khoảng 71% chất thải rắn sinh hoạt vẫn chủ yếu được xử lý theo hình thức chôn lấp, chỉ 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến sản xuất phân ủ và 13% được xử lý bằng phương pháp đốt. 60% các xã trên toàn quốc có thành lập tổ thu gom chất thải sinh hoạt với chi phí hoạt động từ nguồn thỏa thuận với người dân. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, trung bình mỗi năm ngành nông nghiệp thế giới thải ra trên 3 tỷ tấn phế phụ phẩm. Còn tại Việt Nam, chỉ tính riêng lĩnh vực chăn nuôi thì mỗi năm nước ta thải ra trên 240 triệu tấn chất thải hữu cơ. Nhằm góp phần phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính, Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức vì môi trường phát động chương trình biến rác thải hữu cơ thành nguồn tài nguyên quý phục vụ cho nông nghiệp. Dự án tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải hữu cơ tại Việt Nam được xây dựng theo lộ trình triển khai thực hiện trong 4 năm, từ năm 2021 tới năm 2024. Lấy trọng tâm là các nông hộ, dự án hướng đến việc xử lý rác thải ngay tại nguồn, từ đó tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, giảm tối đa những tác động có hại tới môi trường. Khi tham gia vào dự án, các nông hộ hạt nhân sẽ được đào tạo thành các chuyên gia xử lý rác thải hữu cơ, từ đó phổ biến và mở rộng mạng lưới kỹ thuật rộng khắp cả nước. Mục tiêu đầu tiên đó là biến cái tài nguyên rác hữu cơ thành cái tài nguyên nguyên quý và để tăng cái thu nhập cho người nông dân. Và mục tiêu thứ hai đó là giảm khí thải nhà kính. Mục tiêu thứ ba đó là cải thiện tình hình của vật nuôi cây trồng. Mục tiêu thứ năm đó là bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Và mục tiêu cuối cùng đó là bảo vệ môi trường. Cùng với vấn đề ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ, Việt Nam hiện đang là điểm nóng về ô nhiễm chất thải hữu cơ trong nông nghiệp. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực chăn nuôi, theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức GIZ, lượng chất thải hữu cơ trong chăn nuôi tại Việt Nam lên tới 240 triệu tấn mỗi năm. Các chuyên gia nông nghiệp nhận định đây chính là nguồn tài nguyên phân bón hữu cơ đang bị bỏ lỡ. Ước tính cứ khoảng 30 triệu tấn chất thải chăn nuôi qua xử lý lên men ủ có thể đem lại tới 17 triệu tấn phân bón hữu cơ cho người nông dân. Ra cái thu nơi thu gom và cái bãi rác ấy, thì cái lượng rác thải ít nhất phải xử lý. Đấy là nguyên lý đầu tiên. Nguyên thứ hai là tái sử dụng, mà tái sử dụng những phần nào quan trọng, phần nào cần thiết từ hộ gia đình đến cộng đồng. Theo các chuyên gia của dự án, xử lý rác thải hữu cơ trong nông nghiệp được tiến hành dựa trên nguyên tắc phân loại tại chỗ, ủ lên men bằng chế phẩm vi sinh hoặc bằng sinh vật có lợi như ruồi lính đen, chuồn quế. Đây đều là các nguyên tắc đơn giản và dễ áp dụng ở mọi quy mô, mọi địa hình. Các cái mô hình hiện nay đã được hình thành và xây dựng ở một số ở địa phương thì cũng khá là tốt. Ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và ở một số các địa phương mà có cái chương trình dự án. Và tôi thì cũng có một cái thông điệp mà rất là ngắn mà gửi tới người dân, đặc biệt là người nông dân. Chúng ta đã lấy đi của môi trường quá nhiều thì chúng ta phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho nó nếu chúng ta muốn tồn tại. Phân bón hữu cơ được xác định là nguồn phân bón tốt nhất cho cây trồng và giúp phục hồi hệ vi sinh vật có lợi ở trong đất. Vì vậy, thay vì lãng phí hàng trăm triệu tấn rác thải hữu cơ mỗi năm, người nông dân có thể khai thác, biến chúng thành nguồn phân bón miễn phí và có lợi cho đồng ruộng. Cũng một câu chuyện biến rác thải thành phân bón hữu cơ. Tại bờ biển Nga, một thiết bị có tên gọi là hộp Kubeko đã giúp chuyển đổi phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón. Cách làm này vừa tránh làm lãng phí một nguồn tài nguyên, vừa có thể giảm được những tác động đến môi trường. Các nhà phát minh tại bờ biển Nga lại đưa vào sử dụng hộp chuyển đổi có tên gọi là Kubeko, biến rác thải thành phân bón hoặc khí đốt phục vụ nhu cầu hàng ngày. Chiếc hộp Kubeko này là một dụng cụ nông nghiệp
Nó giúp các nhà sản xuất chuyển đổi rác thải hữu cơ thành phân bón ở dạng rắn hoặc lỏng. Người dân chỉ cần thu gom phân bò, dùng các loại rác thải như mùn cưa, vỏ dừa, sau đó bỏ vào hộp chuyển đổi, có tên là Cubeco này. Sau một tháng sẽ có thành quả là phân hữu cơ, phân bón dạng lỏng. Các loại phân hữu cơ này có chứa khí nitơ nên có thể phục vụ trong việc sản xuất khí đốt. Chúng tôi sẽ sớm đạt được 40 tấn một hecta một năm, bởi vì với nguồn phân bón này, nó hoàn toàn tự nhiên và hữu cơ. Nó phù hợp với đất đai và đồng ruộng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tăng được gấp 3 lần sản lượng. Hơn 50 hộp chuyển đổi đã được lắp đặt tại các trang trại cacao, dâu cọ và xoài tại bờ biển Nga. Mục tiêu của công ty sản xuất chiếc hộp này là có thể tận dụng khoảng 30 tấn chất thải từ sản xuất nông nghiệp mỗi năm. Tin nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong quý 2 năm 2022, khu vực Nam Bộ dự kiến có khoảng 1,2 triệu tấn trái cây cần tiêu thụ, trong đó thì sản lượng lớn nhất là chuối. Thống kê tổng sản lượng 8 loại cây ăn trái chính tại vùng Nam Bộ gồm thanh long, chuối, xoài, mít, bưởi, cam, dứa và sầu riêng, dự kiến sẽ đạt hơn 1,2 triệu tấn trong quý 2 này. Trong đó chuối nhiều nhất với khoảng 277.000 tấn. Các loại trái cây khác gồm xoài, thanh long, dứa, mít và sầu riêng dao động trong khoảng từ 140.000 đến 150.000 tấn. Cục trồng trọt cho rằng do đầu ra xuất khẩu của một số loại trái cây đang gặp khó do dịch COVID-19, thì việc đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ nội địa là rất cần thiết lúc này. Tiếp theo là giá cả một số mặt hàng trái cây. Giá mít các loại tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn đang ở mức thấp. Theo một vựa lớn ở Tiền Giang, giá mít Thái hôm nay, 21 tháng 4, giá mít kem lớn 6.000 đồng một kg, mít kem nhỏ 3.000 đồng một kg. Tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, giá mít Thái hôm nay, ngày 21 tháng 4 tại vựa, mít kem lớn 5.000 đồng một kg, mít kem nhỏ với giá 2.000 đồng một kg. Mít chợ loại 2 bán tại vựa giá từ 3.000 đến 4.000 đồng một kg. Mít chợ loại 1 thương lái mua tại vườn chỉ từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Mít chợ loại 2 tại vườn giá chỉ 1.000 đồng một kg. Như chúng tôi đã đưa tin, năm nay xoài mất mùa, giá lại giảm sâu khiến cho nhiều nhà vườn tại vựa xoài Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không buồn thu hoạch nữa. Nếu như mọi năm 1 hecta xoài Úc có năng suất ổn định trung bình từ 10 tới 12 tấn, tuy nhiên năm nay các vườn xoài đa số có năng suất thấp, trung bình chỉ 7-8 tấn một hecta. Trong khi giá xoài cũng giảm liên tục từ 20.000 đồng một kg xuống còn 6-7.000 đồng một kg mua theo xô. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Cam Lâm, thời điểm này xoài vào thu hoạch lại bị nạn ruồi đục quả gây hại nặng, rụng trái rất nhiều, đặc biệt là sau các trận mưa trái mùa vừa qua. Trong khi để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bà con không thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ ruồi đục trái do xoài ở thời kỳ thu hoạch. Do rét đậm rét hại kéo dài đúng dịp đào ra hoa nên năm nay đào Bắc Hà tại tỉnh Lào Cai mất mùa. Bù lại, đào quả to, đều, dễ bán và có giá cao. Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang trong thời điểm thu hoạch đào. Dù năng suất thấp do ảnh hưởng của thời tiết, song trái đào to đều và vẫn giữ được hương vị thơm ngon. Theo các tiểu thương, do năm nay đào to đều, chủ yếu đào chọn nên được giá cao. Đào chọn có giá trong khoảng 30-50.000 đồng một kg. Thống kê toàn huyện Bắc Hà hiện có gần 100 hectare cây đào giống Pháp, tập trung ở các xã Tà Trải, Nao Hối, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà. Thưa quý vị, kết thúc quý 1, giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt gần 31 triệu đô la Mỹ, trong đó cà phê chiếm tới 65% tổng giá trị xuất khẩu. Theo các chuyên gia, Algeria là thị trường còn nhiều dư địa cho cà phê Việt Nam trong tương lai gần. Hàng năm, Algeria nhập khẩu khoảng 130.000 tấn cà phê hạt các loại với trị giá 300 triệu đô la Mỹ, trong đó riêng cà phê của Việt Nam chiếm tới hơn 50% thị phần. Năm ngoái, xuất khẩu cà phê sang Algeria của nước ta đạt trên 56.000 tấn, tương đương gần 100 triệu đô la Mỹ. Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria, nhiều năm qua, cà phê vẫn luôn là mặt hàng xuất khẩu số 1 của Việt Nam sang Algeria. Trong cơ cấu xuất khẩu sang quốc gia này, riêng cà phê Việt Nam đã chiếm tới 65% tổng giá trị xuất khẩu.